Nhi đi hai bữa mà tính một lòng lắm à. Đúng rồi. Thấy chưa không? Thiệt. Ông này không thấy em luôn á. Gì á? Qua quý qua quý đây chứ. Quý qua đó. Nó đang mang vô. Chú Thành đi làm ở phú giáo gì à? Hiền Tiên xin chào các bạn cô chú nha. Đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Quả khổng nghe uống vậy. Cắt xuống luôn. Cắt xuống lẻ anh Minh. Đi con kia đi ra mà. Ừ, có đèn luôn rồi ha. Cái gì đấy? Chú ơi cái này anh toán hết rồi phải không chú? Được không dạ, ba là mặt không? Ờ, mấy con hồ đẹp quá à. Rồi, rồi. Ôi, chết cưng dữ vậy. Rồi, để đàng hoàng. Từ từ, từ. Trời ơi. Cái này mà mình chân được có 2 ngày mà uống quá ha. Trời ơi, quá đẹp luôn. Trời cái này là ui, đẹp quá đẹp. Đàng hoàng em Ngọc. Quê, con vô ơi. Vô. Đấy. Quá đẹp. Chú Thành tới nào vậy? Anh Thành tới nãy giờ. Tới nãy giờ lâu rồi. Đó. Trời ơi. Cái này bán gì ta? Xe nó bằng gì? Đó cảm thật đó. Còn sướng mà cảm thật ta. Sướng rồi cả. Sướng mà cảm thật nha. Cảm thật đó. Mình là cảm thật. Đấy là hai con là nặng. Nặng hả? Đây là của khán giả nào đây em? Ba là mặt. Thôi anh ship Thành một con. Ship Thành ba con đi. Ê, bây giờ để vậy nè. Đó. Đây lại cho quay thấy được bố. Xong cái để đèn lên nè. Đó. Bây giờ mình để trước thôi. Chiều tối mình cần về mình. Bây giờ chắc anh cả đây bạn bạn cho anh chụp hình đỡ chứ. Chắc lên đi. Để xong cái đó đi cho. Chắc lên để đàn cày lên luôn. Lấy hàng ba con đẹp hết rồi. Để anh trả nữa anh hỏi ý kiến nha. À, thì cái này mà bác anh cái này là khán giả đã xin phép chị Hồng Loan rồi nhưng mà anh Ngọc mà gọi chị báo một tiếng nữa ha. Đấy ăn ngang luôn đi anh. Đó. Quá đẹp. Quá này để gì đều cũng được rồi. Để thử một con. Chiều mình mới để thì. Chiều mà mình hấp mình để. Nhưng mà giờ chắc mình gọi điện mình xin phép đi rồi mình để luôn. Tím ba màu hồng. Ba màu tím ba màu. Ha. Đúng rồi. Để thử mình để thử. Mình để thử một cái rồi chụp hình. Đó. Đẹp quá. Ơi ba tím ba hồng thì phải. Đúng rồi, ba màu tím ba màu hồng. Ba tím ba hồng. Anh về, ông mới về chứ không có luôn. Ê. Anh có cái này được không? Tối nay em anh được. Ngồi cái này được. Quá đẹp ha, quá xuất sắc luôn. Mà chỉ tiếc cái là chỉ xin phép được có 2 ngày. Cái này mình đã xin bên ban quản lý rồi. À không có thôi. Đó là ủa cái này gì mình để chiều đi. Chiều giờ chiều. Mình nó giờ đừng có khui nha chú. Vậy bên đây chưa hết nè, mình xài hết cho bên đây rồi mới qua đó. Thì cái nói chung là chủ yếu là cái đèn này thôi nha, còn mấy kia thì mình đừng có khui. Xin phép được 2 ngày. 2 ngày. Chắc 2 ngày trung thu ha. 2 ngày trung thu thì cái này là mua chủ yếu là dân chú ngày trung thu á. Xong rồi. Đó này là của vị khán giả ba la mặt nha. Anh Ngọc là đang điện thoại. Anh Ngọc là đang điện thoại. Chắc lên luôn hả? Để luôn hả? Được rồi. Chắc lên luôn rồi chụp hình gửi. Chụp hình gửi cho mình lấy xuống mình để tiếp tục. Cầm lần 2 con, 1 con cũng được, đừng có càng nhiều. Anh để đèn cày lên đi luôn rồi chắc lên luôn. Để xuống. Để đây đi, để đây đi. Để anh cầm nguy hiểm quá em nhỉ. Sợ. Dạ, anh giao. Anh nắm xem thấy sợ. Em nghe lời em thấy sợ. Đi ra quay. Tại bên đây cầm máy bên kia sắp mình đó. Quá đẹp luôn. Thì hiện tại là bộ phận ekip đang hỗ trợ ha. Bộ khán giả ba la mặt đa tâm kinh nha quý vị. Trời tối ngày cái anh đa tâm kinh đi. Này mình đợi 2 ngày mình đem xuống ha. Bớt nhắm ngày mai. Tức là một đêm với 2 ngày hả? Rồi sáng vô này là mình thỉnh giờ luôn hay sao? Xong là mình thỉnh xuống. Sau khi thỉnh xuống là đem đi đâu đây? Thỉnh xuống thôi. Rồi để em alo ba la mặt coi là chị sẽ đem đi đâu không? Em nhượng con. Tặng cho anh em ha là cái lọc. Lọc của để cho 1 năm 2 ngày rồi mình có cái lọc trong đó. Thì đó. Rồi cho khi mãi xong cái chắc là ủa chân dài tới kìa. Chân dài tới kìa.
Ủa giống như là cô bé quạt khăn đỏ vậy. Ủa, chân dài tới. Mà sao cái khẩu trang màu đen à? Ủa hết vô tăng tím hả em? Ừ. Sao anh xin sao anh vô? Điện rồi, nó lại xuống. Cái nhà hai bà chân mà chưa có vô. À, tôi cho được hai bà chân gì? Ủa lộn đó. Bà chân rồi, chiếu vô. Trời ơi, coi chị nổi à. Anh em giờ coi bằng tượng hả? Bằng tượng. Cái gì bằng tượng? Bằng tượng. Ra ông này ông tượng với người nữa. Cái này là con ông tượng. Cái này là rồi bây giờ mỗi người một con thôi nha. Chứ không. Rồi ok. Mỗi người một con đi. Mỗi người một con thôi. Đó. Mỗi người con được rồi. Đó. Con tím này là của Phương Áo Vàng nè. Thôi chứ. Thôi ông ơi chưa chăng lên chú. Ủa sáu con sao không có ai mà dành trước vậy? Thì mình đóng dấu trước. Bây giờ là đem lên mẫu. Chính mẫu á anh. Dạ em có bà chân chưa? Chắc ở giữa, ở đầu với cuối, với giữa với cuối, phải không? Để dập gì hả? Hay là rồi sao? Nhưng mà trước tiên là mình gọi điện cho chị. Từ từ đừng có tranh nhau nha, từ từ. Ở trên đi anh. Trên cái nằm ở trên này đúng không? Con chừng bể nha. Đi vòng đi vòng. Bên đây có con tím lộn nè. Đâu để hai bên đây nè. 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 Không được chú ơi. Không được chú ơi. Sao chú kêu để lên trên chỗ này cô chú anh chị. Chiều bữa nay cũng rằm chiều nay sắp lại nó đều giùm em lên dưới kia hai con kìa. Dạ. Dưới kia hai con. Ở trong người một con nữa ha. Đúng rồi. Trời ơi. Có đẹp không? Trời ơi, quả khủng nghe quý chứ vậy. Cực đẹp luôn, phải nói là cực đẹp luôn. Ủa sao này thì bé My đến hấp hương luôn. Ừ, bé My đang hấp hương của chú anh chị. Chem ra cái chung là đây là một cái nhà mấy anh chị. À, ba là mặt ba thông kinh. Ba con màu tím. Ba ông tượng. Anh Ngọc chụp hình chưa? Theo quý cô chú anh chị. Trong vòng mà cái này để luôn chứ đâu có gì vô hả? Cái nào chị? Cái này để luôn chứ đâu để vô hộp lại thôi. Nhưng mà dẹp mấy cái thùng đi. Cái này cắt vô nè. Rồi giờ mình cắt vô hay sao? Để chiều mỗi chân đúng không? Để từ đấy Ngọc chụp hình, anh Ngọc đang chụp hình để báo chị Hồng Loan. Đó, có hai cái chân rồi mà thiếu một dôi nên giờ phải thành dôi nha. Anh nói rõ này ở đâu đây mà sàn ngoài đấy. Ừ, anh sàn trước camera. sao nói. Anh sàn trước camera làm tụi em thì bởi vậy mình đứng là mình quay mình phải đứng bằng nhau. Nha. À vậy hả? Đấy là đừng có mà đợi sao mà được đứng như trước nha. Đó là người ta đâu. Là của một người khán giả đặt danh một quý khán giả Ba La Mật Đa Tâm Kinh tặng danh quý của chúng chị. Nó rồi mà chị Nhi thấy đẹp không chị Nhi? Hả? Tại vì vị khán giả này muốn cái trung thu của chú đó thì để cho đẹp thôi một đêm với lại sau đó là đem cất lại đúng là mình để đâu thì rồi tới đó mình sẽ gọi nói hỏi chị nhưng mà trước mắt là chị chỉ để cái đêm trung thu thôi hả? Thì nói chung là bữa nay với lại tối ngày mai với lại sáng nguyên cái ngày mai nữa thôi là mình đem dẹp
mình không có để đi luôn đó. Chỉ để cái ngày rằm thôi, rằm trung thu. Đèn mình còn nhiều thì đèn hơn đó. Hấp lên đi đẩy đèn này cũng có mấy tiếng hồ á chứ không có hấp nhanh đâu. Ủa bên mình đang làm gì mà chúng ta? Đến lửa. Tại vì mình dân cho chú thì mình phải lên đèn hết thì mới đúng. Ở nhà em có bà chân chưa? Thôi em không có ấy nè. Nói chung là cái cây đồ này kia thì mình còn hỉnh lấy lọc về, chứ còn ba cái này mình đốt cho chú thì để chú chứ ai đâu mà. Đẹp quá ha. Rồi. Cái nó rất là kỳ công. Thì bây giờ mình làm hết sẽ đẹp quá, khán giả ba lên mặt ra thì dần lên cho chú. Nó nhìn vào cái ngày trung thu em thấy là nó rất là nhiều để dẫn tới không trái hả anh vào dương nghe bấm một quẹt cặp vô hết cắt hết trơn gió. Hồ này em nghĩ chắc mình không đốt được đó. Chiều tối á, nó im á thì giờ tắt hết. Giờ đốt tắt. Gió quá. Gió quá. Đốt tắt hết trơn. Giờ hết trình với Chu Vũ Linh. Đem vô để rồi thì mình hấp ngang với là mình đốt đèn cày như vậy là tượng trưng là dâng lên cho cậu đó. đang trình với Chu Vũ Linh, cô chú anh chị. Thì đó là đốt để đốt lên tượng trưng để đốt ngang thôi. Thì bây giờ mình cứ đốt đi. Thì tối nay sẽ gió thì mình thắp tiếp cho chú. Gì anh? 15 Tết cũng đã thắp hương dâng lên cho chú rồi. Được không? Chị trả lời chưa? Ok đúng không? Anh làm sao với mọi anh em? Trước khi mà để vậy là chị Hồng Loan đã đồng ý rồi nha cô chú anh chị. Muốn gì thì cứ liên hệ với chị Hồng Loan thôi. Giờ em biết sao, nghe anh Ngọc nói sao em nói vậy thôi. Rồi. Thì khi mà đem đến đây thì tất cả các anh em là nhờ anh Ngọc. Còn Ngọc quay. Quay lại để gửi cho chị Hồng Loan và xin phép ha. Rồi cái buổi trưa thì nhận được món quà của khán giả Ba La Mật, của chú anh chị. Đây là món quà trung thu cho chú Vũ Linh. Tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.